Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình phỏng vấn cộng đồng của BYN TV 57.3. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua trên làn sóng, quý vị đã thấy ngập tràn những thông báo, những hình ảnh về cái trận bão Haiyan diễn ra tại miền Trung Phi Luật Tân và đã đánh động lương tri trên toàn thế giới. Và trong đó cộng đồng người Việt khắp mọi nơi, trong đó có cộng đồng tại thành phố Houston, nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn và thậm chí nhiều những nhóm nhỏ cũng đã thực hiện những buổi quyên góp để mà cứu trợ cho nạn nhân của bão Phi Luật Tân. Và trong thời gian gần đây nhất, chúng tôi thấy có một ủy ban cứu trợ bão lụt Phi Luật Tân đã có nhiều những hoạt động rất là thiết thực và gây quỹ kêu gọi để ủng hộ cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Haiyan tại Phi Luật Tân. Và cụ thể nhất là trong ngày mai, tức là ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2013, ủy ban này sẽ có một bước cuối, đó là một đợt đi bộ gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt Phi Luật Tân tại khu Kim Sơn trên đường Bel Air. Và hôm nay trong cái khí thế mà mọi người hướng về miền Trung Phi Luật Tân với tình thương nhân ái cao độ nhất gửi đến những con người Phi Luật Tân, chúng tôi có mời ủy ban một số thành viên có linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng như là bà Kim Nguyễn là cựu chủ tịch cộng đồng và ông Trịnh Tiến Tinh là chủ tịch Hội đồng Giáo dân Việt Nam là những thành viên trong ban tổ chức chia sẻ thêm quý vị ý nghĩa cũng như là chương trình ngày mai như thế nào. Thì trước hết xin chào quý cha và quý cô chú ạ. Dạ vâng, xin kính chào anh Hưng Yên cũng như xin cảm ơn đài BYN đã cho chúng tôi cơ hội để trong những ngày giây phút cuối cùng này để lên đài để mượn làn sóng của đài để kêu gọi đồng bào chúng ta tham gia chương trình đi bộ ngày mai. Dạ vâng. Mời như cha đã chào rồi thì mời chú Tinh với cô Kim Nguyễn luôn ạ. Dạ vâng. Kính chào quý khán thính giả của đài BYN 57.3. Quý thính giả cũng như lời giới thiệu của Hưng Yên, trong thời gian vừa qua đồng hương Houston đã nhiệt tình đáp ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, đóng góp rất là rộng rãi cho cái quỹ cứu trợ. Và tính cho tới ngày hôm nay, số tiền thu được đã có trên 182.000 đồng rồi. Dạ vâng, đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp, mà cũng là nói lên cái tấm lòng của người Việt Nam chúng ta muốn đền đáp lại cái ân tình mà chính phủ cũng như người dân của Phi Luật Tân đã cứu mang thuyền nhân tị nạn Việt Nam trong suốt 3 thập niên từ sau năm 1975. Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Nguyễn và chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ hỏi chuyện thêm chi tiết và chúng tôi có ông Trịnh Tiến Tinh, mời chú lên tiếng ạ. Vâng, trước hết thì cũng xin chào Hưng Yên, xin chào cha Phạm Hữu Tâm, chào chị Kim cũng như là chào quý vị khán giả của đài BYN. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh được cơ hội lên đây để cùng trình bày với quý vị vào những cái diễn tiến giữa phút chót cho để chuẩn bị cho cuộc đi bộ ngày mai. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì theo số liệu mà cô Kim trình bày thì có lẽ là số tiền cũng không phải là ít. Có lẽ là một cái chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng là đã huy động nhiều những cái thành phần, trong đó có những cái chùa chiền, giáo xứ, những cơ quan thiện nguyện và nhiều những cá nhân. Thì tiện đây đó, chúng tôi xin hỏi Linh Mục Phạm Hữu Tâm là có thành phần nào tham gia vào một cái tổ chức vừa ủng hộ tinh thần, vừa là tham gia trực tiếp có một bàn tay trong cái ủy ban này để mà có một kết quả khá là khả quan và mỹ mãn như vậy ạ? Dạ vâng, thưa anh Hưng Yên và quý vị khán giả, thì thật sự thì ban tổ chức cũng là một cái nhóm rất là nhỏ bé, và vì vậy mà cái kết quả mà thâu đạt cho tới ngày hôm nay, thành công ngày hôm nay là nhờ những sự đóng góp và những sự kêu gọi tinh thần của rất là nhiều người đóng góp ở trong chương trình anh. Thì mở đầu thì bắt đầu từ lúc ban đầu thì có Hòa Thượng Thích Thiện Việt ở chùa Liên Hoa, rồi có cư sĩ Nguyễn Dũng, và có cha Trần Ngọc Hùng ở nhà thờ Holy Rosary. Rồi sau đó thì chúng tôi được mời một số những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo khác, như ví dụ như như là ở chùa Tịnh Luật thì chúng tôi đã liên hệ với Thượng tọa Thích Thiện Tịnh Trí. Rồi chùa Việt Nam thì chúng tôi đã đích thân đến để gặp gỡ và đồng thời cũng mời Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh. Rồi ngoài ra thì các hiền huynh hiền tỷ của bên cao đài thì có hiện tại Trịnh Quốc Thế cũng như hiện tại Lê Tấn Tài, rồi
có các sư Đa Minh cũng tham gia, rồi ngay cả các Nico có Phật giáo cũng tham gia. Riêng về bên Công giáo thì có rất là nhiều các vị linh mục của các giáo xứ chung quanh đây đã ủng hộ tinh thần cũng như đã kêu giúp cho ban tổ chức kêu gọi đồng hương tham gia. Thì có cha Vũ Thành ở giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, có cha Nguyễn Đức Vượng ở giáo xứ La Vang, rồi có cha Đinh Ngọc Thảo của giáo xứ Lộ Đức, và có Đức ông Lê Xuân Thượng ở nhà thờ Ngôi Lạy Ngọc Thể. Thì thật sự thì Đức ông lâu nay cũng vẫn rất là hăng hái trong cái việc mà kêu gọi tinh thần của những lần bão lụt lần trước. Và đó là nói về chung chung về tôn giáo thôi anh. Dạ, còn vâng. Những cái hội đoàn ở ngoài thì rất là nhiều, có lẽ để thôi để mời chị Kim. Dạ, thưa vâng. Một số, dạ, hội đoàn ở ngoài. Dạ vâng, xin cảm ơn cha. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, bất cứ một cái công việc gì thì cũng cần phải có sự hợp tác của rất là nhiều người. Nếu mà không có sự hợp tác của nhiều người thì cái công việc sẽ không có được thành công. Đặc biệt là cái việc cứu trợ kỳ này, ban tổ chức chúng tôi khởi đầu chỉ có 3 người thôi, nhưng mà quý đồng hương đã đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi, và cho tới ngày hôm nay đã có trên 15 hội đoàn, wow, hợp tác để giúp cho cái công cuộc cứu trợ này được thành công. Đây là một cơ hội để cho các hội đoàn ở trong cộng đồng có thể có cái thời gian để làm việc chung với nhau trong một tinh thần đoàn kết và hài hòa. Đó là một cái thành quả rất là tốt đẹp mà chúng tôi đã đạt được. Vâng, kính thưa quý đồng hương, những hội đoàn mà đã cùng làm việc với chúng tôi thì ngoài những như là các sơ Đa Minh, cộng đoàn Holy Rosary, phong trào Cusio, phong trào giáo dân Phật giáo Hòa Hảo, Thánh Thất Cao Đài, Hội Thiện Nguyện Cựu Sinh Viên Đại học Đà Lạt, Lữ đoàn 1 Thiện Nguyện, Liên đoàn Hướng Đạo, Gia đình Phật tử Huyền Quang, Hội Y sĩ Việt Mỹ, Hội Không Quân, Hội Văn hóa Khoa học, Hội Vô Vi Nam, và đặc biệt những nhóm một số các anh em công nhân mà mấy năm trước đây bị ngược đãi được cộng đồng giúp đỡ, và các em cũng đã tham gia trong cái tổ chức đi bộ cứu trợ cái dịp này. Ngày mai khi quý vị tới ghi danh, quý vị sẽ được gặp đại diện của 15 các hội đoàn tiếp đón quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, theo chia sẻ của Linh Mục Phạm Hữu Tâm cũng như là bà Kim Nguyễn đó, thì chúng tôi thấy có lẽ là chưa một lần nào mà một cái chương trình được huy động từ những cái vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo mà chúng tôi nghe, tất cả các chùa chiền, chùa Liên Hoa, thầy Huyền Việt vân vân và vân vân, cho đến những cái giáo xứ rồi cá nhân Thánh Thất Cao Đài. Có lẽ là đã hội tụ lại cái tấm lòng nhân ái mà như bà Kim Nguyễn mở đầu có nói là đất nước đã cưu mang rất nhiều những người Việt tị nạn của chúng ta. Có lẽ vì vậy mà đồng hương chúng ta mở lòng rất là nhiều, và đặc biệt là Phi Lực Tân cùng cảnh ngộ với Việt Nam trong cái sự bị chèn ép bởi Trung Cộng khi mà xâm lấn biển đảo. Đó cũng là một cái tâm hồn đồng điệu để mà chúng ta có thêm cái tấm lòng để giúp đỡ họ, phải không ạ? Chúng tôi thấy ông Trịnh Tiến Tinh là chủ tịch của Hội đồng Giáo dân Việt Nam, người trực tiếp tiếp xúc với nhiều những giáo dân. Thì một câu hỏi xin ông cho biết rằng là tinh thần đóng góp cũng như là vận động của ban tổ chức đối với những giáo dân có tinh thần thế nào trong cuộc vận động này ạ? Vâng, với con số mà Hưng Yên thấy ngay từ lúc ban đầu thì chị Điều Hợp, Kim Nguyễn cũng đã trình bày là hiện bây giờ cái số tiền lên tới 182.000 rồi. Cái điều này nói lên được cái tinh thần hợp tác của tất cả những người Việt Nam rất là nhiều, không phân biệt tôn giáo. Đặc biệt riêng về vấn đề những đồng bào Công giáo thì trong 2 tuần trước thì tất cả các nhà thờ Công giáo ở tại giáo phận Galveston, Houston cũng như là chúng tôi được biết là trên toàn cõi Hoa Kỳ này thì tất cả các nhà thờ Công giáo đều đã kêu gọi xin tiền lần thứ 2 để đóng góp cho các quỹ cứu trợ Phi Lực Tân. Riêng tại Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam thì số tiền mà đóng góp trong cái thánh lễ đó, một thánh lễ đã xin được 7.500 và đã gửi về trên tòa giám mục rồi. Đó là riêng chỉ có Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam không. Chúng tôi biết tất cả các giáo xứ như La Vang, các giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể hoặc là giáo xứ Lộ Đức thì họ đều cũng đã đóng góp số tiền cũng tương đương như vậy. Có những giáo xứ có thể có nhiều hơn, và các cộng đoàn Việt Nam cũng đều đã đóng tiền. Tuy nhiên không phải là chỉ đóng tiền lần đó rồi thôi, nhưng mà sau đó thì rất là nhiều những người giáo dân trong cộng đồng
công giáo của tại Houston, Galveston này cũng đã gặp tôi, cũng đã tìm tôi và nói cho biết là họ sẽ đến tham dự đi bộ. Họ đã đóng tiền, họ sẽ gửi cho những cái nhóm của họ. Nhiều người đã, họ bây giờ họ đã gom hết tiền lại rồi, kêu gọi gia đình, họ hàng, bà con để mà bảo trợ. Và ngày mai thì họ sẽ đến để họ đóng tiền. Có những vị lớn tuổi, chúng tôi cũng biết có một ông 70 tuổi rồi, thì hồi sáng nay cũng gặp ở nhà thờ và ông ấy nói với tôi là anh có bảo trợ tôi đi bộ không? Nó có, bây giờ tôi sẵn sàng bảo trợ ông đi bộ. Và rất là nhiều người hỏi là muốn bảo trợ cho những người khác để ngày mai đi bộ. Đó là cái tinh thần giáo dân của những người mà chúng tôi được tiếp xúc, không những chỉ giáo sứ Thánh Tử Đạo Việt Nam và nhiều những giáo sứ khác. Rất là cảm ơn anh Hưng Yên. Cảm ơn ông Tiến Tinh. Kính thưa quý vị, thì có lẽ rằng là quý vị đã theo dõi trên làn sóng 7.3 chương trình tin tức, quý vị đã thấy được một thảm trạng, một cảnh phải nói rất đáng thương. Và chúng ta thấy rằng những người sống sót thiếu đói, bệnh tật và bước đi trên đường phố toàn những xác chết. Những hình ảnh đó không thể nào mà không lay động cái lương tri của con người trên thế giới. Đối với Phật giáo đó, thì Hưng Yên được biết rằng là các thầy dạy rằng là khi mà chúng ta cứu giúp cho một ai mà chúng ta không cần biết người đó là ai và người đó cần chúng biết chúng ta giúp hay không thì phước báo rất là cao. Và đối với Công giáo đó, thì chúng tôi có Linh Mục Phạm Hữu Tâm ở đây. Thì xin cha cho biết cái ý nghĩa của cái sự cứu giúp những cái người mà gặp hoạn nạn đó, nó có một ý nghĩa như thế nào trong đời sống tâm linh của mỗi người? Dạ vâng, có lẽ cái tinh thần ở bên Phật giáo cũng giống gần giống tinh thần bên Công giáo đó anh. Là ở trong Kinh Thánh thì Chúa rất nói rất là nhiều lần là khi mà mình làm việc bố thí, mình đừng đo tay phải thì đừng cho tay trái biết. Cái đó là cái điều thứ nhất, là mình làm trong âm thầm, làm trong cái tình vị xả kỹ, hoàn toàn xả kỹ. Điều thứ hai nữa là cũng có trong cái tinh thần đó thì mình thương người khác giống như mình thương bản thân của mình. Bởi vì Chúa nói là khi mà con cho một bát nước cho những người nghèo khổ thì con cho chính thầy. Tức là mình nhìn trong những người đau khổ, những người bệnh tật, những người đau đớn như vậy đó, cái hình ảnh của Đức Giêsu Kitô khi mình giúp đỡ cho họ, tức là mình đang giúp cho Đức Giêsu Kitô. Cho nên tôi nghĩ nhiều khi tôn giáo mình nó khác nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại thì có nhiều tinh thần rất là gần gũi với nhau anh. Dạ vâng. Dù cái lời nói khác nhau, cái thuyết khác nhau, nhưng mà cùng có một cái mẫu số chung là tình yêu thương và lòng từ bi. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi có bà Kim Nguyễn là điều hợp viên của chương trình này. Một lần nữa đó thì Hưng Yên xin hỏi cô Kim rằng là số tiền khi mà gây quỹ được đó thì sẽ chuyển thế nào? Ủy ban trực tiếp đem hay là chuyển qua một cơ quan trung gian nào, hay là chuyển tiền hay chuyển hiện vật vân vân và vân vân, người cô cho thêm chi tiết ạ. Cảm ơn câu hỏi của Hưng Yên. Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều quý đồng hương mà chúng tôi cũng đã có nhiều dịp trả lời. Tất cả số tiền thu được sẽ được gửi về cho Hồng Thập Tự là American Red Cross. Sẽ có một buổi họp báo để mà trao tiền. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý đồng hương khi mà có thể thực hiện được. Có thể là trong vòng 10 ngày. Quý vị cũng biết rằng phải có thời gian để mà thanh toán tất cả mọi chuyện, nhất là tiền các check gửi về, mình cũng phải chờ những cái check đó clear đã, tiền vô chắc chắn đã rồi lúc đó mới trao cho họ được. Hoặc là có nhiều quý đồng hương ở xa cũng đã đang là gửi tiền về thì muốn có tất cả một lúc như vậy, thì sau đó sẽ có một cái cuộc họp báo. Chúng tôi sẽ kính mời tất cả các cơ quan truyền thông, nhất là đài BYN ở đây luôn luôn là tường trình các cái sinh hoạt của cộng đồng, chắc chắn là không có thiếu mặt đâu. Dạ vâng. Trong ngày đó chúng tôi sẽ có đại diện của Hội Hồng Thập Tự tới, cũng như đại diện của chính phủ Phi. Ở thành phố Houston thì không có consulate của chính phủ Phi, nhưng mà có đại diện của cộng đồng người Phi cùng tới. Và trước các cái ống kính của các đài truyền hình, cũng như là sự chứng kiến của quý đồng hương Việt Nam, để chúng ta cũng là một dịp chúng ta biểu dương cái sức mạnh của cộng đồng người Việt. Thực sự ra như anh Trịnh Tiến Tinh hồi nãy có nói đó, các nhà thờ, các chùa cũng đã gây quỹ nhiều rồi. Quý đồng hương ở đây cũng rất nhiều người đã trực tiếp gửi tiền cho Hồng Thập Tự rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta gom lại thành một mối như vậy thì nó sẽ tạo được cái sức mạnh lớn hơn mọi tiếng vàng, phải không ạ? Đúng rồi, ở trong thành phố, chính quyền và các sắc dân bản xứ ở đây, người ta sẽ nể phục cái lòng nhân ái của người Việt Nam mình hơn. Và đặc biệt là ngày mai trong ngày đi bộ thì cha Tâm đã mời được Đức ông Rolando là
là một vị Đức Hồng Y ạ. Chăn chiên, dạ thưa không Đức ông, là một vị chủ chiên cao cấp ở đây của cộng đồng Công giáo người Phi. Ngài sẽ tới tham dự cuộc đi bộ, sẽ dâng lời cầu nguyện và cũng có nhiều đại diện của cộng đồng người Phi tới. Trong chương trình ngày mai chúng tôi cũng có chào cờ, dĩ nhiên là Hoa Kỳ, Việt Nam và cũng có cả Phi Luật Tân để nói lên cái tình hữu nghị của cộng đồng Việt Nam đối với cộng đồng Phi Luật Tân. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ hỏi thêm ông Trịnh Tiến Tinh về chương trình, vì ông là MC cho chương trình cho nên sẽ nắm chương trình. Nhưng mà tiện thể bà Kim Nguyễn có nói tới vấn đề mà chuyển tiền cho một cơ quan gọi là Red Cross đó, thì xin hỏi ban tổ chức một cái câu cũng rất là thẳng thắn. Bây giờ đồng hương chúng ta cả người thì 50, người 100, người 1000, người 20. Thì bây giờ đồng hương làm sao biết được rằng là số tiền đó đã tổng hợp đúng, đến đúng nơi, chính xác số tiền và đến đúng nơi, đúng người một cách hoàn toàn, đảm bảo một cách chính xác và không có mất mát ở đâu, không có lẫn lộn ở đâu, thì sao đồng hương biết được ạ? Tôi xin phép được trả lời câu hỏi này nhé. Thực sự là anh Trịnh Tiến Tinh là lo về cái vấn đề chương trình cho ngày mai thì cũng rất là nặng rồi. Tôi là cái người làm việc trực tiếp với ban tài chánh, trong đó là anh Hoàng Xuân Lý là thủ quỹ. Anh Hoàng Xuân Lý rất là vất vả và cũng có một số nhân viên của Đài Sài Gòn là nơi nhận tiền. Mỗi ngày đều có danh sách của quý đồng hương. Khi mà quý đồng hương gửi tới số tiền dù ít dù nhiều, từ 1 đồng, 2 đồng, là bất cứ một con số nào quý vị mà gửi tiền về hoặc là gửi mang tiền mặt, mà chúng tôi cũng đều ghi tên và cái số tiền. Và cái danh sách này sẽ được đăng đầy đủ trên các báo, tờ báo lớn của thành phố như là báo Xây Dựng, báo Thời Đại Houston, báo Thế Giới Mới. Tất cả đều đồng ý đăng, chắc chắn rằng sẽ rất là dài, có tới hàng ngàn tên, tối thiểu là cũng phải có vào khoảng 2000 tên, không ít đâu. Nhưng mà các báo sẵn sàng cùng muốn đóng góp một việc gì đó cho cái công cuộc cứu trợ này, cho nên các báo họ sẵn sàng, họ đăng làm nhiều kỳ. Quý đồng hương cứ đón đọc báo và sẽ thấy tên của mình. Dạ vâng, như vậy là quý vị thấy rõ ràng rồi phải không ạ? Số tiền quý vị đóng góp sẽ rõ ràng, không có lẫn lộn vào đâu được khi mà đã đưa lên báo chí một cách rất là công khai. Bây giờ thì chúng tôi dành một số phút trong Tịnh Tiến Tinh nói về chương trình ngày mai. Cụ thể là làm sao, giờ giấc thế nào, cách tổ chức ra làm sao, có yêu cầu đồng hương chúng ta phải ghi danh ra làm sao, rồi ăn mặc thế nào, rồi tập trung như thế nào, thì mọi chi tiết về vấn đề tổ chức thì xin ông chia sẻ với khán giả. Vâng, trước hết thì cũng là phải thông báo với quý vị là thời tiết ngày mai rất là đẹp, và Cha Tâm cũng đã để ý từng giờ một, lúc là 6 giờ sáng thì là bao nhiêu độ, và khoảng chừng 7 giờ sáng 55 độ, 8 giờ sáng 57 độ và 10 giờ sáng 63 độ. Chỉ cần cái áo khoác mỏng mỏng là được rồi, phải không ạ? Chính như cha, đó là cái chương trình nghệ, cái thời tiết vào ngày mai rất là đẹp từ lúc 8 giờ sáng cho tới trưa. Nhưng mà chúng tôi xin sơ lược lại là cái chương trình xin tất cả quý vị cố gắng, thứ nhất là đến sớm trước 7:30 nếu quý vị đến được, bởi vì đúng 7:30 thì chúng tôi sẽ bắt đầu ghi danh. Khi chúng tôi ghi danh thì chúng tôi có 15 bàn và trong 15 hội đoàn sẽ có đại diện để ghi danh tất cả quý vị. Quý vị cố gắng ghi danh tất cả những tên của những người bảo trợ của quý vị, bởi vì những tên của quý vị gửi vô thì chúng tôi sẽ lưu lại vào trong hồ sơ computer và tất cả những hệ thống này sẽ được giữ. Và để nếu mà quý vị nào mà có sai sót, như vừa giờ anh Hương Yên có đặt câu hỏi đó, quý vị nào mà xem báo mà thấy tên của mình có sai sót hoặc những cái gì thì chúng tôi trở lại, chúng tôi truy cứu và chúng tôi chứng minh được những cái số tiền đó là như vậy. Bởi vì cái lòng hảo tâm của quý vị thì nó quan trọng hơn tất cả cái số tiền mà quý vị đóng, bởi cái lòng quý vị đã lớn hơn như vậy rồi. Cho nên chúng tôi cố gắng hết sức để mà làm những cái công việc đó cho nó được minh bạch. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là khi quý vị đến ngày mai, nếu những quý vị nào đến trước 8 giờ sáng hoặc trước 7:30 thì quý vị có thể đậu vào trong khuôn viên của khu Kim Sơn, chợ Kim Sơn ở trước Đài Sài Gòn 900 AM. Rồi sau đó những quý vị nào mà đến vào khoảng chừng 5 phút hoặc 10 phút trước 8 giờ, bởi vì chúng tôi sẽ khai mạc là đúng 8 giờ, thì quý vị bắt buộc phải đậu ra phía đằng sau của khu Đài Sài Gòn 900 AM, hoặc là quý vị phải đậu ở phía bên kia đường, hoặc là các cái khu thương mại gần đó là quý vị đi bộ vào, bởi vì chúng tôi sẽ đóng tất cả các cổng vào để giữ an toàn cho mọi người đi bộ. Đó là cái mà chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị, thứ nhất là phải hợp tác với chúng tôi là ban tổ chức, những anh em an ninh và trật tự, để cho tất cả chúng ta đều đi cái công việc nó được tốt đẹp.
Và vấn đề nữa là chúng tôi bắt đầu 8 giờ sau khi khai mạc, chúng tôi có chào cờ, chúng tôi có những cái phát biểu của các vị đại diện dân cử, của vị đại diện các tôn giáo. Thì sau đó chúng tôi sẽ có tour đầu tiên đi bộ và chúng ta đi trong khuôn viên của khu nhà hàng Kim Sơn. Chúng ta sẽ không có ra ngoài đường và chúng ta đi bên trong cho nó an toàn. Và chúng ta tiếp tục đi như vậy, thì toán đầu tiên đi về tới nơi thì bắt đầu cái toán thứ hai sẽ tiếp tục nối tiếp. Và chúng ta đi liên tục từ lúc 8 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Nếu mà thật sự còn nhiều quý vị ghi danh nữa thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi như vậy. Nhưng không phải là quý vị đi rồi là chúng tôi thôi, nhưng chúng tôi sẽ có nước cho quý vị uống. Quý vị sẽ có những người lo, có hội y sĩ Việt Nam để lo cho vấn đề mà quý vị nếu mà có trường hợp gì. Ở đó thì vẫn có bàn để vẫn nhận tiền tiếp không ạ? Vẫn có bàn, 15 bàn vẫn tiếp tục nhận tiền của quý vị. Nhưng mà cái quan trọng nữa là quý vị biết là khi quý vị đi một vòng rồi, nếu quý vị còn sức khỏe, quý vị có thể đi vòng thứ hai hoặc là quý vị nhường chỗ cho toán thứ hai. Và cái quan trọng nữa là quý vị đến làm sao quý vị phải ghi danh, quý vị ghi danh để quý vị nhận một chiếc áo thun. Thưa tất cả quý vị, cái áo thun á thì quý vị mặc để thứ nhất đi để cho nó kỷ niệm, cái thứ hai là quý vị đóng tiền. Khi quý vị ghi danh, quý vị đóng tiền, quý vị sẽ nhận được cái áo thun đó. Và chúng tôi in cái áo thun này là mục đích để quý vị có để kỷ niệm, đồng thời cũng để thêm một số tiền nữa yểm trợ cho chương trình Phi Lợi Tân. Và trong suốt cái thời gian quý vị đi bộ thì chúng tôi vẫn tiếp tục có 15 bàn vẫn tiếp tục ghi danh cho quý vị đi bộ. Và nếu mà những quý vị nào mà đã đi bộ về rồi thì chương trình văn nghệ, đặc biệt là trong ngày mai, không phải chúng ta chỉ đi bộ xong đấy là đứng lên đi về, mà có một chương trình văn nghệ phụ diễn suốt từ đầu cho tới cuối do chị Anh Trinh và cho những tất cả các thiện nguyện viên cũng như ca sĩ ở tại Houston sẽ đóng góp vào chương trình ngày mai. Thành ra không những là chúng ta đến để đi bộ cứu trợ đồng bào Phi Lợi Tân mà chúng ta còn đến để cùng chung nhau sinh hoạt với nhau, để nhớ lại những cái thời gian mà mình đã ở trong trại tị nạn, mình khổ cực như thế nào và bây giờ mình sung sướng như thế nào. Thì bây giờ mình nhìn lại cái đó, mình đem tất cả cái tấm lòng của mình ra để mà đền đáp lại những cái công lao của những người đến với mình 30 năm trước. Cảm ơn ông Trịnh Tiến Tinh. Và kính thưa quý vị, tiện cái chỗ mà ông Trịnh Tiến Tinh có nói tới nhớ lại những thời kỳ mà trị nạn tại Phi Lợi Tân, chúng tôi có dịp đến Phi Lợi Tân đi công tác đó, thì chúng tôi dự cái đại hội mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường, thì có dịp đến Phi Lợi Tân và chúng tôi đi, chúng tôi mới hiểu được con người Phi Lợi Tân rất hiền hòa và mở lòng, hiếu khách và rất là thân thiện. Thân thiện lắm quý vị. Cho nên có lẽ vì vậy mà nhiều trại tị nạn, nhiều người ở nó nói rằng là người Phi Lợi Tân rất là giúp đỡ những người tị nạn tại những cái trại tị nạn. Đó cũng là cái yếu tố mà góp thêm cho cộng đồng người Việt tại khắp mọi nơi luôn luôn mở lòng để làm việc bác ái, để giúp cho người Phi Lợi Tân đang khốn khổ. Đất nước Phi Lợi Tân cũng không giàu có gì, cho nên càng phải khổ sở hơn khi cơn bão đập đến. Thì bây giờ chúng tôi không còn nhiều thời giờ, chúng tôi nhường lời lại cho một số vị ban tổ chức để đúc kết lại chương trình. Thì trước hết chúng tôi mời luật sư Linh Mục Phạm Hữu Tâm có đôi lời cũng như là kêu gọi và cũng như là chia sẻ thêm cho khán giả cũng như giáo dân. Dạ vâng, đối với tôi đó, tôi nghĩ là nhiều khi cái thiên tai, mình có thể biến cái thiên tai thành cái ân lành, cái điều bất hạnh trở thành ân lành, bởi vì chúng ta thấy là trong qua cái thiên tai của bão lụt của Phi Lợi Tân đó, thì nó biến thành ân lành là nhiều người chúng ta có thể kết hợp lại. Chúng ta thấy trong cái cuộc đi bộ này thì có tất cả các tôn giáo lớn của Việt Nam đều nắm tay lại với nhau để làm trong việc này, có Phật giáo, có Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, rồi có bên Cao Đài. Đồng thời chúng ta cũng thấy là ngoài cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Houston, chúng ta cũng liên kết với cộng đồng người Phi ở Houston nữa. Dạ, cái đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, là trong qua cái biến cố tai ương này thì lại các cộng đồng thiểu số của chúng ta lại càng ngồi gần lại với nhau hơn. Cho nên vì vậy mà tôi nghĩ là chúng ta có thể biến cái tai ương này thành một cái ân lành cho cộng đồng của chúng ta đây. Chúng ta chia sẻ ân lành đó cho những anh chị em khác, và vì vậy chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả quý vị ngày mai nếu được chúng ta đi ra đi bộ một chút, để thứ nhất là để hiệp thông với mọi người, thứ hai là cũng để cầu nguyện cho những người nạn nhân bị tai ương ở Phi Lợi Tân. Cảm ơn cha, và mời cô Kim Nguyễn ạ. Vâng, tôi cần trả lời một câu hỏi của Hưng Yên hồi nãy, nói là ngày mai đi bộ thì quý vị sẽ mặc quần áo như thế nào. Kính thưa quý khán thính giả, trong thời gian vừa qua có nhiều quý khán thính giả đã mua những cái chiếc áo thun đi bộ. Thì nếu quý vị có sẵn rồi, quý vị cứ việc mặc cái áo thun và ngày mai tới đi bộ, quý vị không cần phải ghi danh nữa. Và các hội đoàn như là hội Vô Vi Nam, Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, hội thiếu nhi của các nhà thờ, của các chùa, nếu các hội đoàn muốn mặc
đồng phục riêng của mình thì cũng nên mặc, sẽ có những hình ảnh rất đẹp trước ống kính, và như vậy sẽ làm cho cái cuộc đi bộ này nó có ý nghĩa nhiều hơn. Và chúng tôi rất là cảm ơn đài BYN trong thời gian vừa qua đã vận động tích cực cho cái cuộc đi bộ này, và cảm ơn quý đồng hương đã đáp ứng nhiệt tình cho cuộc đi bộ, và hẹn gặp tất cả mọi người ngày mai. Quý vị hãy tới ngày mai để chúng ta có một hình ảnh rất là đẹp về cộng đồng người Việt. Vâng, mời ông Trịnh Tiến Tinh ạ. Và một lần nữa thì xin kêu gọi tất cả quý vị ngày mai, xin quý vị làm ơn tới sớm khu khuôn viên của nhà hàng Kim Sơn để chúng tôi được đón tiếp quý vị. Dù với bất kỳ cái hoàn cảnh nào, nếu mà quý vị có thể đến được, nếu quý vị không đến sớm được lúc 7:30, 8 giờ thì sau 8 giờ quý vị, trong nhất là những quý vị giáo dân trong các thánh lễ, sau khi đi lễ 7 giờ sáng hoặc 8 giờ sáng quý vị vẫn có thể ra ngoài để chúng ta cùng tiếp tục đi bộ cho đến chương trình cho tới trưa ngày mai. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Hưng Yên cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe ban tổ chức của chúng tôi trình bày cùng quý vị. Dạ vâng, cảm ơn quý cha, quý cô chú. Kính thưa quý vị, và chúng tôi nhớ cái câu nói của dân gian chúng ta nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong Phật giáo thì có câu là dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu cho một người. Và những lúc mà chúng tôi thấy ban tổ chức vận động kêu gọi, và có lẽ hơn lúc nào hết, tất cả mọi tấm lòng của người Việt Nam chúng ta đã thực sự mở lòng và hướng về với tất cả niềm chia sẻ và tri ân những con người khốn khó của Phi Luật Tân trước cơn bão Haiyan. Và đây là một điều chứng minh được người Việt chúng ta rất giàu tình người và biết thương người và biết nhớ những người đã cưu mang mình. Và chúng tôi hy vọng là chương trình sáng ngày mai lúc 8 giờ rất đông người Việt chúng ta, để mà chúng ta sẽ thể hiện cao độ cái tinh thần tương trợ và tinh thần bác ái của cộng đồng người Việt trước cộng đồng người Phi Luật Tân. Và chúng tôi sẽ có những hình ảnh đẹp để gửi đến quý vị trong chương trình ngày mai. Và Hưng Yên xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.